Chào mọi người, quay lại kênh máy khoan cũ của Bình. Hôm nay thì Bình này có một số máy cỏ về đang bán cho mọi người nha. Máy này thì Bình đã vệ sinh hết rồi, đóng pin đang hoang, bán máy pin sạc có bảo hành 1 tháng đang hoang cho mọi người. Đây, đầu tiên thì mình sẽ bàn vít thử này. Đây, súng rất là ngọt nha mọi người. Đó, khoan này. Con này đâu kẹp 13 ly auto lock cho mọi người. Đây, đầu kẹp 13 ly auto lock này, chìa ra đâu không hề rơ rác nha. Rồi mình khoan cho mọi người xem. Ok ha. Đó, con này có số 1 máy pin sạc với bản 1 triệu tư. Con số 1 máy pin sạc với bản 1 triệu tư này. Đây là con đen rồi đây, mọi người xem là ngoại hình cho mình này. Con này con rất là mới, máy pin sạc adapter, pin đồng 14A, bảo hành 1 tháng, 1 triệu tư nha mọi người. Rồi tiếp có một con khoan Hitachi 12V, con này có 22 cấp trượt, 1 cấp khoan, nhấn chậm, đầu này đầu 10 ly, con này cầm rất là chắc chắn này mọi người. Này, khoan thử nhé. Rồi, mình vặn vít thử này. Đó, ok. Đây, con này máy pin sạc adapter, pin đồng 14A, bảo hành 1 tháng. Con này con số 2 mình bán 1 triệu. Con số 2, 1 triệu nha mọi người. Đây, con số 2, 1 triệu. Rồi, tiếp. Ở đây có một con Panasonic EZ116, con này có đen này, ngoại hình rất là đẹp. Đó, ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Đây để test thử cho mọi người xem. Con này có 18 cấp trượt, nhánh chậm. Đó, đây con vịt này, thợ mộc chỉ cần một con này vừa đủ rồi. Đây, con này thì ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Con này con số 3, con số 3 máy pin sạc adapter mới bán 1 triệu 1. Đây, con số 3 máy pin sạc adapter mới bán 1 triệu 1. Đó, mọi người xem ngoại hình này rất là đẹp nhé. Đây, tiếp theo có một con Panasonic, ngoại hình thì không đẹp bằng con kia. Đây, cùng là EZ116, cũng có đen, nhánh chậm, 18 cấp trượt. Mình cùng test thử. Ok. Rồi, bắt vít này. Đây, con này con số 4 là xấu hơn con kia một chút nên mình bán Giá 1 triệu. Máy pin Starter bảo hành 1 tháng. Pin đồng 14 năm nay nha mọi người. Đây, mọi người xem lại ngay con số 4, 1 triệu. Rồi, ở đây có con EZ6101, con này đầu 13 ly, kẹp auto, đầu này đầu xịn. Đây, 2 chế độ nháy chậm, 21 cấp trượt. Đây, con này rất là mạnh nha mọi người. Con này tua chậm những máy được xiết rất là mạnh. Đó, tua của nó tua chậm nha mọi người. Đó, máy rất là mạnh. Này, thử con này cho mọi người xem. Đầu kẹp 13 ly auto. Con này máy tua chậm. Đó, rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đây, mình chỉ qua tua nhanh cho mọi người xem này. Này giờ mình đang tua chậm, chỉ qua tua nhanh nha. Đó. Đó, mọi người thấy không? Đó, đó tua nhanh của nó. Nhưng mà con này á, đây, ngoại hình con rất là đẹp cho mọi người. Máy rất là chắc chắn. Con này con số 5 mình bảo 1,1 triệu. Con này rất là mạnh đây. Rồi, rồi ở đây có một con đầu 13 ly. Con này có búa, của hoa tương thôi mọi người. Đây, kẻ ở đây là mở đâu này, kẹo súng thế này là phải đâu lại. Rồi, tôi sẽ khoan thử cho mọi người xem. Con này á, chỉ có 5 cấp trượt bắt vít, 1 cấp khoan, 1 cấp búa. Rồi, kẹo xuống là phải đâu. Giờ mình sẽ để ở cấp khoan trượt này. Đó, mọi người thấy không? Rồi, bắt vít, kéo đâu đây. Nè, đó, ok. Đó, kéo đâu đây, mở đâu. Rồi, chế độ búa này. Chế độ búa thì mình chuyển qua chế độ búa. Ở đấy mình không có tương để mình thử búa thì mình sẽ thử cái tiếng dòng vào đây mọi người nghe. Đó, mọi người thấy tiếng dòng không? Đó, đây cái chỗ đấy nó chữ lại. Ok, đây là khóa đâu này, đây mở đâu này, khóa đâu này. Rồi, con này máy pin Starter mình bán 1 triệu. Có búa nha mọi người. Con số 6 có một phần tương. Máy pin Starter mình bán 1 triệu. 1 triệu bây giờ do ngoài hình con này không được đẹp nữa. Cho con này ngoài hình đẹp thì mình sẽ bán 1 triệu 1,2 triệu kìa. Rồi, đây có một con bắt vít National 7544 EZ 7544. Con này dòng có chổi than. Này, đây này, 2 cấp nhanh châm này. Đó, con này rất mạnh. Bạn mày tốn hay bạn mọc gì ok hết á. Đó là xuống ao ao á. Đó, mọi người thấy không? Bạn mày tốn cho mọi người xem này. Bạn vào sắt nhá. Đó. Rồi, chuyển qua chế độ nháy này, bật chế độ nháy này. ok. Rồi ok. Còn đây máy pin sạc adapter, pin đồng nội bộ này bảo hành 1 tháng. Con này con số 7 mình sẽ bán với giá 1,4 triệu nha mọi người. Con số 7 1,4 triệu. Con này thì tháng hôm mộc của bạn máy rồi. 1,4 triệu. Đó. Rồi, con số 7 rồi. Con số 8. Con số 8 là một con cưa Makita 14V. Dòng này dòng có chở than. Mọi người xem ngoại hình của nó giúp mình này. Tem của nó này. Đây. SS540D. Lưỡi 125. Máy này máy Nhật. Đây. Cưa có chở than nhá. Lưỡi đây. Đây con này có đen ở đây này. Rồi, cắt cho mọi người xem. Đây, nó đi rất là ngọt và êm. Đó, đi rất là ngọt và êm nha mọi người. Đây. Lưỡi của nó lưỡi cắt gỗ nhưng mà được bọc hợp kim. Cắt gỗ rất là sướng. Đó. Con này máy pin sạc adapter. Máy pin sạc adapter đồng mới 4A nha mọi người. Thì mình sẽ bán với giá là 1,4 triệu. Máy pin sạc adapter đồng mới 4A. Con này con số 8 rồi. 1,4 triệu. Đây, 1,4 triệu máy pin sạc adapter đồng mới 4A nha mọi người. Đó. Rồi, ở đây có một con bu lông. Con bu lông này dòng có chổi than Makita 14V. Đây. Ở đây thì mình không có ốc để mình xịt thử cho mọi người xem đâu. Nhưng mà mình sẽ cho mọi người nghe thử cái tiếng bổ của nó. Tê tay. Đây. Mọi người xem ngoại hình của nó này. Con này máy pin sạc adapter thì mình sẽ bán với giá là 1,7 triệu. Con số 9. Máy pin sạc adapter mình sẽ bán với giá 1,7 triệu nha mọi người. Đây. Máy pin sạc adapter bán với giá 1,7 triệu. Rồi, 10. 10 có con này. Con này quá là đẹp. Mọi người xem đi. SZ74A1 Panasonic. Con này chạy 2 dòng pin, vừa 14 vừa 18V. Đây. 14 18V. Cục pin hiện tại mình bán kèm theo đó là cục pin 18V, dung sạc adapter, pin mình. Dòng mới. Đây. Đầu của nó đầu kẹp 13 ly auto lock. Rồi, xịt ra. Pin ra. Rồi bảo hiểm pin. Mấy người cùng pin cũng thử xem. Đây, pin của. Rồi, mình đang thử với cục pin 14 nha mọi người. Này, đây này. Đó. Đó. Mọi người nhìn ngoại hình 14V và 18V. Chạy 2 dòng pin. Con này khoan thử này. Đó. Đầu 13 ly auto lock này. Chuyển này, ok. Rất là mạnh nha mọi người. Đó. Con này mình bán máy pin sạc adapter, pin mình sẽ bán cục pin 18V. Đây, cục pin 18V, mình đóng mới, cũng là hết pin xịn rồi mình sạc vào đây. Đây. Đó ha. Đó, con này mình bán máy pin xe adapter mình sẽ bán với giá 1.9 triệu. Máy pin xe adapter con số 10. 1.9 triệu nha mọi người. Đây. Máy pin sạc adapter 1.9 triệu. Ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Đầu kẹp 13 ly auto lock. Rất là đẹp. Đây. Tới con số 11. Con số 11 là con máy mai Hitachi 18V. Con này có chỗ than. Máy mai Hitachi 18V nha, có chỗ than nha. Đây. Đây. Con này máy pin sạc adapter thì mình sẽ bán với giá là 2 triệu. Máy pin sạc adapter bán với giá 2 triệu. Còn ai mua sạc ring thì có nhiều là sạc ring đó mọi người, cộng thêm từ 6 tới 700 ngàn. Đây. Máy pin sạc adapter thì 2 triệu. Con số 11. Máy mai 18V Hitachi, máy pin sạc bán 2 triệu. Đây mọi người. Rồi, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Máy Khoan Cũ của Bình, ủng hộ Bình trong thời gian qua. Ai muốn mua hàng thì liên hệ với Bình là 0915 411 822, Bình ở Đà Nẵng. Cảm ơn mọi người nhiều. Phụ kiện bên mình á sẽ gồm những thứ như thế này này. Đây, đây là cơ xích. Cơ xích gắn cho máy mai. Cái này á gắn cho máy 110 hoặc gắn cho máy 125. Nếu như gắn cho máy 125 á, thì mọi người mua thêm một cái nhông này nữa. Giá của nó là 40 ngàn. Nhông 125. Còn nếu như vào nguyên một bộ như thế này á thì mình sẽ bán với giá 300 ngàn. Này, 300 ngàn. Này, để xích nha mọi người. Này, để gắn vào máy mai. Sử dụng cái này cắt gỗ, cắt cây. Đây. Bộ này bộ lưỡi cắt rung 37 món. Rồi cái 37 món này á, có nghĩa là nó còn thêm cả gì nhảm đô chỉ tùm tờ vào đây mới thay được 37 món nha mọi người. Này. Đây. Rồi cắt bản nguyệt này. Đây, cắt gỗ, sắt, gỗ, nhựa. Cái này để chặn mấy cái này. Đây. Đó. Cái này là mai. Cái này là chà nhám. Đấy. Rồi. Rồi mai này này. Rồi sồi. Sồi này. Mấy nay rồi nay hình như để cắt ông đông hay sao á. Rồi nhỏ, cắt đa năng. Đây, bộ này là dùng cho máy cắt rung. Máy cắt rung á thì theo mình nghĩ chỉ có dùng những cái này mới hợp lý thôi, chứ còn nếu như ra hàng Makita mua thì rưỡi một cái máy cắt rúng nó cũng một cái rưỡi cắt rúng nó cũng tầm 300-400 ngàn tới đây nè. Đây. Một bộ này á, đầy đủ như thế này mình sẽ bán với giá 600 ngàn nha mọi người. 600 ngàn. Đây. Rưỡi cơ kiếm này. Rưỡi cơ kiếm á thì đợt này mình về hiệu khác. DZT. Cũng 10 rưỡi. Bộ rưỡi cắt gỗ ngắn. Rồi người này cắt gì đấy, người này cũng cắt gỗ luôn á. 2 lưỡi cắt gỗ ngắn. Đây 2 lưỡi cắt sắt này. 2 lưỡi cắt sắt ngắn. 2 lưỡi cắt gỗ dài. Đây. Bộ này mình bán 200 nha mọi người. Đầu chuyển. Đầu chuyển từ bàn vỉ qua khoan. Đã bao gồm đầu chuyển với cái này này thì mình bán 100 ngàn. Chuyển từ bù đóng sang bàn vỉ mình bán 6 chục. Cái này cái đầu điều hướng. Đây những góc kẹt á, dùng cho bù lông này. Chuyển cái đầu này 1/2 nha mọi người. Đó. Đâu nay mới bán 60, đâu nay là 60. Đâu chuyển từ vịt quá bưa không? Mới bán 40. Bộ này này, bộ này là 15 mũi khoan gỗ, 5 mũi 3, 5 mũi 4, 5 mũi 5 dùng cho máy khoan vít. Bộ này mới bán 100 ngàn. Còn bộ này á thì hình như 12 mũi thế vậy, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mũi, 13 mũi. Các số thứ tư này 1.5 1.5 cho tới 6.5. Bộ này thì mình bán 120 ngàn. Đây cũng khoan gỗ nha. Rồi mũi khoan tháp 4 tới 20. Mũi này mới bán 60 ngàn. Rồi tới mấy cái này này, móc móc tay đầu nghề như thế này nè mọi người. Này tháo tạc cao, tháo tạc lên cao, tháo tạc lên cao ha. Đây chỉ một tay để vào thế này rồi rút ra. Đây thao tác trên cao rất là tiện dụng. Đây nó chịu tải được tới 10 kg lần này, 10 kg lần nha mọi người. Chỉ cần như thế này là rút ra được này, rất là dễ. Nhưng mà để vào thì nó rất là chắc đó. Cái này á thì mình sẽ bán theo set. Set 1 này á mình bán với giá 99 ngàn này. Đây set 2 này là 2 cái đầu chụp với một cái này. Ví vốn gì á, người ta cái này á, người ta đem với treo đầu vít hoặc treo đủ thứ à. Cái tí nữa này, một cái tí để treo máy, một tí một cái chụp để treo đầu móc, đầu vít. Bộ này mới bán 179 ngàn. Bộ này 3 cái chụp mới bán 229 ngàn. Đây ở đấy mình có ra tới 5 màu rồi mọi người. Không những vậy á, mình còn để dùng để treo chìa khóa nữa, nhiều thứ lắm mọi người. Đây, như của mình này, mình dùng để treo chìa khóa này, móc chìa khóa này. Rất là tiện. Thế này, rút ra. Một tay thôi. Thế này ha, rút ra. Một tay, treo chìa khóa. Đó. Bài 9 72. Một cái chụp này á, đây, chụp rơi này á thì mình bán 72 ngàn. Đây móc có lại móc lớn này này mới bán 35 ngàn đó, thấy không? Rồi còn những cái tí tí mà tí rơi như thế này này, một cái tí rơi như thế này mình sẽ bán với giá 25 ngàn nha mọi người. Đây tí rơi là 25 ngàn. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình.